Như vậy, thông tin đến thời điểm này thì bão số 5 có tên quốc tế là Hagupit không mạnh như chúng ta e ngại. Thậm chí khả năng bão số 5 sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp ngay trước khi vào đất liền của nước ta. Tuy nhiên thì vì là bão cuối mùa nên không thể chủ quan. Đó là ý kiến của tiến sĩ Bùi Minh Tăng, nguyên giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong cuộc trao đổi với VTC14 vào chiều nay. Theo tiến sĩ Bùi Minh Tăng, bão Hagupit là một cơn bão đặc biệt, hướng di chuyển liên tục từ khi hình thành. Với cường độ mạnh đạt cấp 17, cấp siêu bão, bão Hagupit đi nhanh và càn quét qua các đảo của Philippines và cũng đã gây ra những thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, bão Hagupit đã có nhiều thay đổi. Khi mà đi vào sát cái kinh tuyến 110 thì bão sẽ đổi hướng theo cái hướng là giữa Tây và Tây Tây Nam và cường độ nó sẽ giảm đi nhanh chóng. Theo nhận định đánh giá của chúng tôi thì nhiều khả năng là bão sẽ suy yếu đến nhiệt đới và có thể mà suy yếu thành vùng thấp trước khi mà nó cập bờ biển của các cái tỉnh ven cực Nam Trung Bộ của nước ta. Và cái những cái tỉnh mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp của cái cơn bão này sẽ là các cái tỉnh từ Phú Yên và cho tới Bình Thuận. Như vậy, với cường độ suy yếu nhanh chóng, bão số 5 khó có thể gây ra những thiệt hại như ở Philippines. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ gây ra một đợt mưa nên người dân và chính quyền địa phương không thể chủ quan. Cái tỉnh từ Bình Định cho đến Ninh Thuận thì sẽ có cái mưa ở các cái vùng ven biển, vùng ven biển sẽ có lượng mưa từ 100 đến 200 mm, còn sâu trong đất liền thì có lượng mưa khoảng từ 50 đến 100 mm. Với tính chất là bão cuối mùa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên công tác chủ động phòng chống vẫn cần đặt lên hàng đầu. Hiện ba đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã về các địa phương để chỉ đạo trực tiếp các giải pháp chống bão.